Xin chào các bác nhé. Tiếp tục video thứ hai em lên cho các bác đã. Có điều khiển này, dòng đinh đông có chơi nhạc mạng này. Con này đời cao, có HDMI về trong tình trạng máy đẹp. Còn khiển zin, khiển hai mặt luôn. Khiển mặt trước mặt sau. Đấy. Rất là mới. Đời cao. Hôm nay các bác có thể chơi và giải mã nhạc từ TV, nhạc mạng luôn. Chạy hoàn hảo. Rồi đi nông này có model là AV C1090. Dòng đầy cao nhá. Con này có khiển zin đẹp. Con này để cho các bác thông thường khoảng 4 triệu. Giờ để cho các bác chỉ có 3,2 triệu thôi. Để dành cho một em đi nông mặt silver rất là đẹp. Có cả khiển nữa. Nhưng cái khiển thì không đã 500 rồi. Khiển zin. Tiếp theo là một em Pioneer A700, dòng đánh 8 sò đại nhá, 8 sò than dòng hybrid sò lớn á. Con này thì cực kỳ là khỏe các bác chơi ạ. Cực kỳ là khỏe, đánh không khác gì những cục đẩy, đánh những cái dòng loa cần công suất. Những dòng như là 616 này, những dòng như I9, A9, những dòng bass 30, 40, những dòng xuất Mỹ có thể kết hợp vang để hát karaoke, máy đẹp xuất sắc các bác. Ta cùng quan sát mặt tay nhôm đẹp xuất sắc luôn. Con này thị trường khoảng trên 5,8 triệu. Video này em để cho các bác chỉ có 3,900,000 cho con A700 này, bao giá tốt luôn các bác. Hàng về zin nguyên bản, máy cực kỳ nặng nhá. Tiếp theo là dòng A120, con này thì đánh hai cầu, đặc biệt là có cái giải chỉnh chép bát. Nó sẽ có đèn ở đây, cái tín hiệu đèn nó hiển thị lên rất là đẹp, máy đẹp xuất sắc ha. Đã, để cho các bác giá cuối năm chỉ có 3,8 triệu thôi, mua làm sao được những con như thế này. Thêm cái vang là các bác có thể đánh được đa năng và hát hò rất khỏe. Rồi tiếp tục là một em có hồi gỗ dành cho các bác thích chơi sưu tầm trưng bày, một con ống đi tuyển chọn siêu đẹp này. Sân xui AU 607 GX cha, đánh 8 sò than tản nhiệt khí ga nhá. Con này để cho các bác mức giá chơi đánh các dòng loa Pioneer sân xui, JBL, các dòng loa Mỹ, các dòng loa cây cột 607 GX cha. Con này em hiện tại có mức giá chỉ có 3,8 triệu thôi các bác, cho một em ly âm ly xuất sắc như này, mặt chưa một cái vết chấm luôn. Và em âm ly khủng nhất cuối cùng đó là A150, em này đánh trên 400W à, cực kỳ khỏe và nặng, được xem là một trong những cái model cực kỳ tuyệt vời trong tầm giá, nặng ngang với những cục đẩy đấy các bác. A150 dòng Dynamic Non Switching Amply, công nghệ của họ rất khỏe và đặc biệt là máy rất là mới, các bác có thể nhìn thực tế máy nó đẹp thế này. Rồi A150 để cho các bác giá cuối năm luôn 4,500,000 đồng dành cho con này. Thông thường giá trước đây em phải bán trên 5,8 triệu, cho đến những con trước em phải bán 5,8 triệu, thị trường thì khoảng trên đầu 6 á. Đấy. Cho một con như đẹp nhá, để cho bác cuối năm. Đó, đít trồng âm ly này thì gồm những chiếc mặt trắng của Pioneer, mặt đen hồi gỗ của sân xui, và một chiếc ly đỉ nông mặt silver có điều khiển. Những món đồ này thì em vừa mới quay lên giới thiệu với cả nhà, đều là những món đồ đẹp, thì anh em có nhu cầu chơi thì liên hệ ngay cho em nhé. Mình xin cảm ơn.